chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay thứ sáu ngày 10 tháng 6 năm 2016. Thưa quý vị, từ khi luật chuyển giao công nghệ có hiệu lực, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận cho ngày càng nhiều hợp đồng chuyển giao công nghệ, đặc biệt là chuyển giao công nghệ giữa trường đại học và doanh nghiệp. Thực tế phối hợp nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ giữa trường đại học và doanh nghiệp cho thấy lợi ích thu được rất cao, chứng tỏ đây là thị trường khoa học công nghệ cần được chú trọng. Sau khi được một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đặt hàng loại máy làm bánh tráng rế tự động giúp hạn chế sự phụ thuộc vào lao động thủ công, nhóm giảng viên của khoa cơ khí Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tay vào nghiên cứu và chế tạo thành công. Chiếc máy này giúp chủ động hoàn toàn khâu sản xuất, giảm bớt tiêu hao thời gian và công sức, tăng năng suất lao động. Vừa qua thì cái nhóm chúng tôi đã tiến hành nhiều công trình và đã triển khai được 80 công trình ra xã hội và thu được những cái hiệu quả nhất định. Sau khi chúng tôi ký một cái hợp đồng làm 5 cái thiết bị hay 10 thiết bị, đầu tiên chúng tôi chỉ chuyển ra một cái thôi. Rồi sau người ta làm thử cỡ khoảng một tháng và người ta góp ý cho mình những cái gì cần phải cải tiến, những cái gì phải thay đổi. Và cái thứ hai cho đến thứ ba là coi như khác hẳn cái đầu tiên. Và như vậy người ta cũng yên tâm và bản thân chúng tôi cũng rất là hào hứng. Chúng tôi thấy là cái sự liên kết đối với các viện, các trường đại học là một cái điều kiện tất yếu để cho mình có cái cơ hội mình tạo ra được cái sự phát triển tốt hơn. Những cái công nghệ, những cái thiết bị này nó mang đến điều kiện làm việc nó càng ngày càng thân thiện hơn, rồi những cái chi phí tiêu hao về nhiên liệu, vật liệu nó thấp hơn, nó vẫn giữ duy trì được cái ổn định về chất lượng cho sản phẩm, nó tạo ra cái giá trị sản phẩm mình nó tăng lên. Là đơn vị thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thực tế hoạt động chuyển giao công nghệ tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua góp phần không nhỏ trong bức tranh nghiên cứu khoa học của Đại học Quốc gia thành phố. Trong vài năm trở lại đây, số đề tài hợp tác trực tiếp với doanh nghiệp tăng nhanh. Tuy nhiên, vẫn chưa khai thác hết tiềm năng trong việc hợp tác chuyển giao công nghệ giữa nhà trường và doanh nghiệp. Hiện nay thì thật sự mà nói là trường đại học cũng chưa thuyết phục hoàn toàn được doanh nghiệp. Và đồng thời, cơ chế của chúng ta ở ngay chỗ này thì cũng chưa đòi hỏi rằng doanh nghiệp phải thực sự đầu tư vào khoa học và coi cái phát triển công nghệ của mình là cái yếu tố sống còn trong quá trình cạnh tranh sắp tới. Đây là cái quá trình cần phải tốn rất nhiều công sức, trí tuệ lẫn là tài chính. Thì ở ngay chỗ này chúng ta vẫn còn có những cái chưa đầy đủ để đáp ứng. Theo giới chuyên môn, Việt Nam nên hình thành các công ty chuyển giao công nghệ để làm trung gian chuyển giao kết quả nghiên cứu từ trường đại học ra doanh nghiệp, để thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, định hướng nghiên cứu ứng dụng đáp ứng nhu cầu của xã hội.